Hello, hello my friend. Hôm nay mình sẽ chơi Tom Won Zang 2. Tom Won Zang 2, let's go. Oh my god. Wow, 500 cái đoạn đấy. Tom Won Zang 2 với lại Michael 1 nha các bạn nha. Michael 2 đi. Các bạn xem nhớ like and subscribe cho mình nha. Nếu là xem mình nhiều. Cảm ơn nhiều lắm. Wow, trò này mới ra được vài ngày thôi bạn. Đây là khó rồi. Wow. Nhảy lên, nhảy lên, nhảy lên. Các bạn xem nhớ like và subscribe nha. Wow, wow, wow. Ok, mình sẽ thử game. Ok, đây là Mighty Tom 2, let's go. Mình sẽ mặc áo cho nó nhỉ. Mặc một chiếc váy xinh ngồi chờ anh qua. Eternal. Và chọn một con pet Scary Puppet, let's go. Cho đi toilet nha các bạn nha. Mặc một chiếc váy xinh ngồi chờ anh qua. Có tin. Rồi, cho bé này ăn luôn. Rồi, cho nó ăn nào. Rồi cho nó ăn luôn. Ok, mình xin kết thúc video tại đây. Bye bye.